hết solo hết các em hi hi rồi vậy cái mắt lệch lâu nha không biết là dạo này các em của chị có học hành vất vả quá không nhỉ không biết dạo này học hành thế nào học hành mà vất vả quá thì phải bảo với chị nhá các em phải cố gắng cân bằng đấy nhá nhưng mà bây giờ thì không thể yêu cầu bản thân là phải cân bằng quá ngày ngủ đủ 8 tiếng không có nào có chuyện đấy đâu bây giờ là lúc các em phải cầy cầy rất nhiều nhưng mà các em phải cân bằng giữa việc học kiến thức mới làm bài tập và làm đề chị dặn này khi mà làm đề ấy, khi làm đề nhá thì sau mỗi cái đề đấy các em không cần phải làm quá nhiều đâu nhưng mà các em hãy làm đề chất lượng với cả khi làm thì các em phải sau khi làm xong nhé, phải gạch được ra những cái ý là những cái dạng nào mà mình mình còn sai nhiều mình bị lừa tại sao tại sao cô này mình bị lừa ngu thế? từ những đề sau mình không được sai câu đấy nữa có hiểu ý tưởng không Chứ bây giờ như chị thấy các em chị vừa chấm điểm để luyện xong Điểm điểm mà dưới 6 bây giờ là quá nguy hiểm luôn Không được phép Các em phải tự xem lại bản thân đi Chăm chỉ lên, cố gắng lên, cầu tiến lên Bây giờ không thể học hành vớ vẩn nữa đâu Bây giờ hết cái giai đoạn các em được học hành Ẩn ơ rồi Vẩn vơ không được đâu Bắt đầu nghiêm túc vào chị, chiến đấu đi Đến lúc phải chiến đấu rồi Còn bây giờ thì mình bắt đầu chữa bài tập ngày hôm nay Đó là công thức tính khoảng cách Từ một điểm đến mặt Ngày hôm nay em sẽ áp dụng cái công thức tính khoảng cách từ một điểm đến mặt như thế nào. Đấy. Được chưa? Bình thường là cứ một điểm đến một mặt là em phải kẻ 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 các thứ đấy. Nhưng mà trong hình không gian thì nó có một công thức để em có thể sử dụng. Áp dụng giải tích vào để làm. Thế nhìn nhá. Cho kem một điểm M có tọa độ là x0, y0 và z0. Đấy chưa? Đây tọa độ điểm M này. Cho một cái mặt phẳng ăn an... cho một cái mặt phẳng P có phương trình như này. AX cộng BI cộng CZ cộng D. Đúng chưa? Đấy. thế là nó bắt em đi tính khoảng cách tính khoảng cách này từ điểm m đến mặt phẳng p thì em áp dụng công thức trong giải tích nó sẽ như sau thứ nhất là khoảng cách thì phải dương nên là nó phải có trị tuyệt đối ở đây Đấy. của này của nhá em viết nguyên cái phương trình này vào cho chị vân xong chỗ nào có x thì em thay bằng x không chỗ nào có y em thay bằng y không chỗ nào có z em thay bằng z không vậy nó sẽ được là a nhân x0 cộng với cả b nhân y0 cộng với cả c nhân z0. Đó, cộng với cả d. Đóng trị vào và mẫu của em sẽ là căn của ba cái thằng uh, tọa độ của phép theo pháp tuyến ấy, ABC này. Đó, căn của A bình cộng B bình cộng C bình thì đây là công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt khi em biết tọa độ cái điểm đấy và phương trình của mặt phẳng mà em cần tính được chưa hết đây sẽ là cách số 5 trong nghĩa là nhá hồi xưa chị dạy kem là tìm điểm tìm một điểm ấy Gói bài tìm điểm ấy chị dạy ấy. mở lại vào đấy nhá thì có mấy cái cách đấy thứ nhất là thuộc vào đâu ấy hay là đoạn bằng cái gì mb còn nếu là tìm tọa độ điểm m thỏa mãn một đẳng thức không? Bằng phương pháp giả sử không? Tìm tọa độ điểm M bằng phương pháp giả sử đúng rồi, mở lại bài đấy chị Vân. Thì em có nhớ là mình có 5 5 cách. 5 cách 1 2 4 này này. Cách thứ nhất là cái điểm này nó thuộc vào cái gì đấy? Thuộc vào một đường hoặc là một mặt cái gì đấy. Xong rồi là MA này bằng MB. Này. Em giải cái phương trình thì ra em được tọa độ điểm M hoặc là em dùng vuông góc hai vectơ nhân nhau bằng 0 ấy hoặc là em dùng diện tích hoặc là thể tích ấy. Và bây giờ em sẽ là khoảng cách Nó có 5 cách nhé Đây Thuộc này MA bằng MB này Song song này à, Vuông góc này 1, 2, 3, 4, 5 Ok Thế thôi Song song tức là yếu tố cùng phương ấy còn nhớ không Vậy thì bây giờ chính là bổ sung cho đầy đủ bài này Đó chính là khoảng cách sẽ là cách cuối cùng Để các em có thể tìm tọa độ một điểm tìm tọa độ một điểm Vậy thì mình cùng thử xem là Mình tìm tọa độ một điểm bằng công thức khoảng cách này kiểu gì nhé Qua các bài tập dưới đây Và nhiệm vụ của các em là chỉ nhớ đúng với chị Vân Cái công thức này là sao Ok Rồi, xuống bài tập nha hết thì chị Vân sẽ đọc đáp án cho các em check đã Câu số 1 là đáp án D Hôm nay chúng ta có 8 câu Câu 2 là đáp án B Câu 3 là B Câu 4 là D Câu 5 là D Câu 6 là bờ Câu 7 là A Và câu 8 là A Bây giờ chị Vân sẽ chữa bài cho các em nhé Nào câu số 1 À câu số 1 áp dụng đúng công thức mà mình vừa học luôn Đó là có tọa độ một điểm này Có một mặt phẳng này Tính khoảng cách từ cái điểm đấy lên cái mặt phẳng này Vậy thì em áp dụng công thức này Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P Sẽ bằng này một phân số dài, rất rất dài trên là trị tuyệt đối này chỗ nào có x thì em thay tọa độ vào y thay tọa độ vào z thay tọa độ vào thì nó sẽ được là đây nhá hai nhân với cả này x em thay bằng hai hai nhân với cả hai cộng với cả hai nhân với cả... với cả cộng với cả z cộng với cả bốn trong chỗ nào em thay vào này bắt đầu thay này y thì em thay bằng một này z thì em thay bằng ba này đó. đóng trị à chia cho căn của tọa độ của vectơ pháp tuyến nó sẽ là hai căn của hai bình cộng 2 bình cộng với cả một tức là căn của 4 cộng 4 cộng 1 và cái khoảng cách bằng mấy nào trên tử của em là mấy đây 4 cộng với cả 2 6 6 3 là 9 9 4 là 13 tử của em là 13 mẫu của em là 3 Được chưa 4 4 1 rồi. căn 9 thì là 3 Vậy đáp án là D. Ok chưa? Đây là câu số 1. Áp dụng đúng công thức khoảng cách thôi là xong. Các em nhìn vào câu số 2. Cho mặt cầu S có tâm Y là 111. Bán kính của cầu là 5. Cho một mặt phẳng P à? đây là mặt phẳng P của em. Đây, mặt phẳng P của em đây. Cắt mặt phẳng S đấy. Em lấy một cái mặt phẳng này em chém thằng cầu một phát. Thì phải nó cắt một đoạn hay không? Em cứ hình dung là mình chém một thằng cầu một phát không? S Đây là cầu S này Đấy, Đây là mặt phẳng B này Theo một giao tuyến là đường tròn C Đây đường tròn C đây Có chu vi là 8 pi Tính khoảng cách từ Y đến cái mặt này Bài này quá quen rồi Bài trong ví dụ mà thầy dạy thầy đã cho rồi giờ mình làm nhé Em nhìn này Tính khoảng cách thì chính là đoạn này Đó. Đây Tính khoảng cách thì chính là cái đoạn này rồi, thế mà người ta cho chu vi Chu vi nào chu vi của đường tròn C đúng không? Thì có phải chu vi thì là 2 pi r không em? Nhưng mà để cho nó không lẫn với cái r r chỗ này này. Để nó không lẫn với cái thằng r này thì chị vẫn sẽ để đây là r nhỏ nhé R nhỏ chị vẫn gọi là bán kính của cái đường tròn này nhé Nhá. Còn r to chị vẫn gọi là bán kính của hình cầu nhé Rồi. Thì em nhìn vào. 2 pi r thì bằng là 8 p Vậy thì em sẽ rút ra được R của em sẽ bằng là Mấy nhỉ R của em là bằng 4 Đúng không Tức là cái đoạn này bằng 4 này Rồi Bán kính cầu thì bằng 5 Thế có phải là một phát em ra luôn được Cái thằng này đây tam giác vuông mà thì em ra được khoảng cách từ Y đến cái Đường nhòn C này Chính bằng gì Bộ số Pitago 3, 4, 5 Tức là em khoanh được vào đáp án Bờ luôn Nhanh không làm gì tiếp luôn ấy Hết bài Tiếp theo là câu số 3 Lập phương trình mặt phẳng P Song song với mặt phẳng Q Để khoảng cách từ O đến mặt phẳng P bằng 4 Thì em nghe này Lập phương trình mặt phẳng của em ấy Thì bài đầu tiên là bài dễ nhất Bài đấy chị vẫn không quay viết giữa bài bởi vì nó quá dễ Tức là nó cho em ra pháp tuyến và nó cho em một điểm Em chỉ việc thay vào công thức tổng quát là xong cái đấy chị sẽ để ở vít lý thuyết Đấy dạng youtube short ý, Cho kem ngắn cho kem xem nó nhanh Rất dễ hiểu rồi Còn ngày hôm nay em sẽ được học hai dạng Lập phương trình mặt phẳng Đó chính là cá biệt loại 1 và cá biệt loại 2 Cá biệt loại 1 nhé Và cá biệt loại 2 Đấy Thì cái này của em chính là cá biệt loại 1 đấy Đấy nhá Lập phương trình mặt phẳng của em này Lập phương trình mặt phẳng Hôm nay mình học sẽ có hai dạng là cá biệt loại 1 và cá biệt loại 2. Đó. Nhắc lại nhé, cùng chị Vân nhắc lại này. Không được mở vở nha, không chơi mở vở nha. Cá biệt loại 1 của em đó là nó cho em sẵn vector pháp tuyến rồi. Nhưng mà nó lại mất đi mất đi điểm. Có phải là em muốn lập một phương trình mặt phẳng ấy thì em cần hai yếu tố là vector pháp tuyến và điểm đúng không? thì cái dạng một này nó cho em vector pháp tuyến và nó mất cái điểm đi nhiệm vụ của em là đi tìm cái điểm đấy dạng thứ hai của em là nó cho em điểm cho điểm mất đi vector pháp tuyến à. thì cái dạng thứ hai này nó khó hơn cái dạng một này thì ai làm được kể cả không học thì cũng làm được theo phản xạ và bản năng nhưng cái dạng số 2 này thì chị cần phải dạy và nó chính là cái bài nào đó ở dưới kia Tí nữa khi gặp đến thì chị sẽ nói Còn cái bài số 3 này chính là cái dạng một này luôn Bây giờ mình thử làm xem là cái dạng một này làm như nào nhé Em nhìn này Phương trình mặt phẳng P song song mặt phẳng Q Thì em nhìn hai mặt phẳng song song với nhau như này Thì có phải nó sẽ cùng một vector pháp tuyến không em Vector pháp tuyến là vector vuông góc với mặt phẳng đấy Thế có phải nó sẽ cùng một vector pháp tuyến Được chưa Đây nốt ruồi đầu tiên Tặng em nốt ruồi đầu tiên nhé LG nhé rồi em có muốn đổi gió sang một tím không? Mực tím không? <laughs> đây nhá. Phương trình a à, mặt phẳng P này, song song với mặt phẳng Q. Nên suy ra là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng P sẽ bằng với cả vectơ pháp tuyến của mặt phẳng Q. Và bằng luôn này, em đọc hệ số này. Cái gì đi cạnh x, cái gì đi cạnh y và cái gì đi cạnh z Thế sẽ là 2 2 và 1. Đó. Thì từ đây em sẽ có được cái uh, phương trình phương trình của mặt phẳng P em sẽ có được phương trình của mặt phẳng P suy ra phương trình của mặt phẳng P sẽ có dạng là 2 x cộng 2 y cộng z cộng d bằng không để chưa thế xong rồi nó lại bảo là khoảng cách này em khai thác tiếp giả thiết thứ hai đây là giả thiết thứ nhất giả thiết thứ nhất là hai mặt phẳng song song với nhau giả thiết thứ hai là khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng P thì bằng 4 nào khoảng cách từ O đến mặt phẳng P thì bằng 4. Dẫn đến việc là em thay công thức khoảng cách vào thôi. Từ đâu này, trị tuyệt đối của chỗ nào có x thì thay bằng 0, y thay bằng 0, z thay bằng 0 bởi vì tọa độ của O là 0 0 à. Thế có phải chỗ này không hết không em? Thế cho chỉ còn D, tức là trị tuyệt đối của D chia cho này. Căn của 2 bình cộng 2 bình là 4, 4 44 là 8, 8, 1 là 9 Căn của 9 Bằng khoảng cách nó bảo mọi bao nhiêu nhỉ Bằng 4 Ok Vậy mẹ suy ra là chỉ tuyệt đối của D của em rằng 4 Căn 9 là 3, 4 x 3 12 Vậy tóm lại D của em bằng cộng trừ 12 Hết bài Mà đây là phương trình mặt phẳng P này, có dạng này Mà em đã tìm được ra D rồi Thì em sẽ ra được đáp án là gì B, 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 B. Ok không Vậy thì cái dạng cái dạng bài bài cá biệt loại một này nó dễ tức là em cứ có vectơ tôi pháp tuyến thì em viết cái phương trình mặt phẳng đấy ra xong áp dụng công thức người ta cho để em tìm được cái điểm là xong là bài này bài này không cần phải học mình cũng vẫn biết làm đấy tiếp tục em lại chuyển cho chị vân sang bài số 4 nó bảo là gì cho mặt phẳng q này mặt phẳng r này là phương trình mặt phẳng p vuông góc với cả mặt phẳng q và r thêm nhìn này đây là phương trình mặt phẳng P được chưa? Vuông góc với Q và R Giống như này này Đấy chị vẽ hơi xấu một tí nhá Nhưng mà vẽ cho nhanh Tức là em hình dung đây là cái mặt bàn của em nhá Em chống hai quyển vở lên Được chưa? Thằng đứng này Thì đây chính là thằng Q này. Đây chính là thằng R này Đây chính là mặt phẳng P được chưa? Vậy bây giờ mặt phẳng P nó vuông góc với hai thằng đấy Thế có phải là sẽ cho em pháp tuyến đúng không? Nó chính là dạng cá biệt loại 1 không? Nó cho em pháp tuyến Nhưng nó không cho em điểm Vậy nhiệm vụ của em là khai thác giả thiết để tìm điểm Ok. đó Nhìn vào đây. Chị Vân xem. Nó vuông góc với hai mặt phẳng này. Thế có phải mặt phẳng Q nó cho phát tuyến này, mặt phẳng R cũng cho phát tuyến này. R cũng cho phát tuyến. Thế bây giờ mình có hướng hai cái thằng phát tuyến đấy. Hai thằng phát tuyến của thằng Q và thằng R chính là chỉ phương của cái thằng B em đang cần này này. Đấy. Phát tuyến thằng này nhá. Phát tuyến thằng này nhá là chỉ phương là này. Bây giờ mình có hướng hai thằng chỉ phương thì sẽ mình sẽ ra phát tuyến của cái thằng mình. Mình cần vậy thì em có nhé Em có pháp tuyến của thằng Quy Pháp tuyến Đổi màu mực một chút nhé Pháp tuyến của thằng Quy Bằng này 2, 1 và 4 Pháp tuyến của thằng R er Thì sẽ bằng là 1, 1 và 1 Đây là chị Vân Dựa vào các cái hệ số bằng trước này X, Y, Z này mình viết xuống đây Đấy chưa Xong bây giờ mình có hướng Vector pháp tuyến của P chính bằng này có hướng hai cái thằng đấy có hướng nq và nr với nhau sẽ bằng như sau nào chị vân dạy tính tích có hướng mãi rồi cả một buổi chỉ để dạy tính tích có hướng bây giờ mình áp dụng nhé em lấy thằng cuối cùng này em nhân lên đây 1 x 1 là 1, 1 4 là 3 Rồi tiếp tục này Nhân gần rồi thì phải đi xa Vậy 1 x 2 là 2 2 4 là 2 Nhưng phải đổi dấu để nó thành 2 Tiếp theo, nhấn hết thằng này rồi thì nhấn đến tất thằng này. 1 x 2 là 2, 2 trừ 1 là 1. Ok. Vậy đây là pháp tuyến của em. Pháp tuyến của em từ đây em sẽ thay vào cái cái phương trình tổng phương trình uh, tổng quát ấy. Phương trình tổng quát của mặt phẳng P ấy. Vậy mặt phẳng P của em sẽ có dạng là gì? Trừ 3x cộng 2y cộng z cộng d bằng 0. Đây này. Đây chính là pháp tuyến của những cái thằng này em này. Thấy không? Được chưa? bây giờ em lại dùng cái công thức khoảng cách này em tìm nốt cái d cho chị Vân, ok khoảng cách từ O đây là nốt ruồi đầu tiên nhé. nốt ruồi thứ hai là khoảng cách từ O đến mặt phẳng P bằng này em thay vào thôi chỗ nào có x thì thay bằng không y thay bằng không z thay bằng không hết chia cho nhé. em nhìn Thay vào đây là 0, 0, 0, 0 không? Thì nó chỉ còn mỗi D thôi Tức là trị tuyệt đối của D Chia cho căn của này Đóng chị bạn nào 3 bình này 3 bình Lấy máy tính ra bấm à Để chị lấy cái máy tính Căn của 3 bình Cộng 4 Cộng 1 Là căn của 14 Đấy Bằng Nó bảo là bằng mấy Bằng 2 Tức là suy ra trị tuyệt đối của D của em Bằng 2 căn 14 Và mình sẽ suy ra là D nhé Em có thấy đáp án chính là đáp án D không? Em nhìn thấy chưa? Đây phương trình của người ta đây Tí nó thằng D sẽ tìm ra D rồi thì nhìn thấy đáp án D chưa? Vậy xong nhé Vậy thì em thấy cái dạng cá biệt loại 1 dễ không? Dễ, chẳng cần học cũng biết là nhỉ? Yeah. Tiếp theo là cái bài số um, 5 Bài này cũng chính là cái biệt loại 1 tiếp Bài này lại là cái biệt loại 1 này Bởi vì P của em nó vuông góc với BC B vuông góc BC Tức là nó cho em vector pháp tuyến thôi Mặt phẳng P vuông góc BC Tức là BC chính là vector pháp tuyến thôi Xong bây giờ lại đi tính điểm lại dễ như bà trên luôn Lại là cái biệt loại 1 Thế nốt rồi đầu tiên Vector BC Vector pháp tuyến của mặt phẳng P Chính bằng vector BC Vector BC thì lấy C trừ B Lấy tọa độ C trừ tọa độ B này Nào lấy tọa độ thằng này trừ tọa độ này Em lấy đi trừ đi 2, 1 và 2 2, 1, 2 là đẹp thế nhỉ Đúng rồi Thế xong giờ em làm y như các bài trước thôi Nào, khoảng cách từ A Đến cái mặt phẳng P Sẽ bằng này Từ vết tư phát tuyến thì em suy ra mặt phẳng P có dạng là gì nhá Có dạng là 2X này Cộng Y này Cộng 2Z này Cộng với cả D này Bằng 0 Được chưa Chị vẫn thấy hết cái tọa độ của pháp tuyến này vào đây này cạnh x y z thôi ta còn cộng thêm một d đây là dạng của phương trình tổng quát của một mặt phẳng thế giờ khoảng từ a mặt phẳng p thì chỗ nào có x em thay bằng tọa độ của a y em thay bằng hoành tung độ này và z em thay bằng cao độ em thay vào đi thì nó sẽ được là trị tuyệt đối của chị vân cứ để cách nhá à, cộng với cả hai cộng với cả d Trị đối này căn của này căn của gì đây em hai bình là 4 4 4 là 8 8 cộng 1 là 9 căn của 9 nào thay cho chị tọa độ điểm A vào bởi vì là chỗ nào có x thì em thay bằng tọa độ A mà đúng không? A là 1 này 1 này và 2 vậy cái khoảng cách này người ta bảo là bằng mấy nhỉ bằng 1 vậy em có là tương đương tương sở đương này 2 x 1 là 2 2 cộng 1 là 3 3 cộng 4 là 7 Trị tuyệt đối của D cộng 7 Thì bằng 3 Tóm lại là D cộng 7 của em Bằng 3 Hoặc là D cộng 7 bằng Trừ 3 Đó. Vậy em giải ra D Em có thấy là giải ra D này Trừ 3 À nhầm 3 trừ 7 là trừ 4 không Trừ 3 trừ 7 là trừ 10 không Đáp án là gì D Vậy nó chính là cá biệt loại 1 Bài này dễ tiếp nhé Bài số 6 Lập phương trình mặt phẳng P Cách đều mặt phẳng này và mặt phẳng này thêm để ý này Mặt phẳng cách đều tức là như nào Nằm ở chính giữa này Cách đều ấy, đây. đây nhá ba mặt phẳng này cách đều nhau Thế có phải em nhìn này ba mặt phẳng này cách đều nhau thì chắc chắn là ba phẳng này nó sẽ phải song song đúng không Đây nó giống như kiểu là Cái trần nhà của tầng Em tưởng tượng như cho dễ nhá Đây là trần nhà tầng 1 này Dưới đây là tầng 1 nhá Đây là trần nhà tầng 1 đây là trần nhà tầng 2, đây, là trần, nhà tầng 2. đây là trần nhà tầng 3 Thế có phải là người ta yêu cầu là khoảng cách của các tầng là như nhau đó, độ cao các tầng là như nhau thì có phải là ba cái trần này này nó đang cách đều nhau không em thế phải ba cái trần này đang song song với nhau không đúng không thế nó sẽ có cùng một gì cùng một vector gì vector gì pháp tuyến đó vậy nên em có luôn vector pháp tuyến của mặt phẳng p sẽ bằng vector pháp tuyến của mặt phẳng q và vector pháp tuyến của mặt phẳng r và bằng luôn hai hai một Em có nhìn thấy điều đấy không? hai một không? Đấy chưa? Bài này cũng chính là cái biểu loại 1 luôn bài 6 Bởi vì nó vẫn có các tên phát tuyến mà Bây giờ em đi tìm điểm là xong Hả? Thế thì... Để chị xem nào Xong cái này rồi thì mình sẽ có dạng Mình sẽ suy ra Dạng của phương trình mặt phẳng P Sẽ có dạng là 2X Cộng với cả 2Y Cộng với cả Z Cộng với cả D Thì bằng 0 Xong rồi là vì ba mặt phẳng này nó cách đều này Thế là khoảng cách từ một điểm Ví dụ nhé, bây giờ nhiệm vụ của em này Em sẽ áp dụng công thức khoảng cách hai lần Áp dụng công thức khoảng cách hai lần Và cho nó hai khoảng cách đấy bằng nhau Em nhìn các bài trên này Là nó cho em cái khoảng cách đấy bằng một số cụ thể Đấy chưa? Nhận đến điều đấy không? Các bài trên là nó cho em khoảng cách Của từ điểm Đến một mặt bằng một số cụ thể Còn bây giờ ấy Nó không cho số cụ thể thì nhiệm vụ của em là phải cho hai cái thằng khoảng cách đấy bằng nhau. Khoảng cách từ trần nhà tầng 1 đến trần nhà tầng 2 bằng khoảng cách từ trần nhà tầng 2 đến trần nhà tầng, tầng 3. Và mình sẽ được một phương trình và mình sẽ giải ra đi Ok. Bây giờ muốn thế thì em phải lấy chị một điểm bất kỳ nằm trong mặt phẳng ở dưới này. Gọi thằng ở dưới là Q nhá. Gọi này Q à. Thằng này R này. Còn thằng P là thằng ở giữa này. cách đều. Thế là em lấy một điểm thuộc mặt phẳng Q chị Vân, nào lấy đi nào. Thế các bạn em chọn thôi cứ chọn bừa đấy miễn là tọa độ x y z thỏa mãn cái phương trình này là được thì đẹp nhất là em lấy luôn con này là không này không này và mấy trừ một vậy chị vân lấy điểm không không trừ một nha y không không trừ một ok trên mặt phẳng p chị vân lấy một điểm r em lấy đi nào đẹp nhất vẫn là gì không không và âm bảy không không và âm bảy à, lấy k nhá 0, 0 và âm 7 Đấy Thế bây giờ chị ghi này Mình sẽ có Giả thiết thứ hai khai thiết thác được Đó chính là khoảng cách từ Y đến mặt phẳng P Sẽ bằng Khoảng cách từ K đến mặt phẳng P Với Y và K này Em mở ngoài Y là điểm có tọa độ là 0, 0, âm 1 thuộc vào mặt phẳng Q do mình tự chọn. Được chưa? Em có thể chọn bất kỳ một điểm nào khác nhé. K là điểm 0, 0 và âm 7 thuộc vào mặt phẳng P mà em cũng tự chọn luôn. Vậy từ đây em sẽ có được cái phương trình này, tương sấn đương này. Mặt phẳng B có rồi. Áp dụng công thức thôi. Chỗ nào có x, y, z thì thay hết bằng tọa độ của các điểm này vào. Em sẽ được là gì nào? 2 nhân 0 này. Thôi làm nhanh chỗ này nhé. Nào nhìn vào đây chị Vân bảo. Đây là 0, 0, âm 1 Thế hai cái này là không hết rồi Nó chỉ còn Z là âm 1 thôi Vậy còn D trừ 1 Chị tuyệt đối này Chia cho căn này Của ừ. Không ra cái căn Đây Ô, Bị ngáo em ạ Ô, Tức nha Tức rồi nha Đây pháp tuyến của em này căn của hai bình cộng hai bình là 4, 4, 4 là 8, 8, 1 là 9. Vậy cái dưới này là 3 luôn, không cần viết căn. Mất công viết căn xong phải tẩy đi. Bực cả mình. Bên kia, bên này là 0, âm 7 đúng không? 0, không, không, 7. Tức là trị tuyệt đối của D trừ 7. Chia cho 3. Và em có được là tương sở đương này. Trị tuyệt đối của D trừ 1 bằng trị tuyệt đối của D trừ 7. Đấy, em phá trị ra là sao? tương đương D 1 bằng D 7 D 1 bằng 7 chữ D Xong à, Cái chỗ này thì học từ hồi bé rồi Hai cái bên đều có trị này Thì em phá tung một bên Tức thằng bên này bằng thằng bên này Chính nó này. Hoặc thằng bên này bằng trừ thằng bên này Đây là hai phương trình tương đương nhé Cần chị phải nhắc lại không chị F này bằng chị G này Thì tương đương với cả F sẽ bằng G hoặc là f bằng trừ g hoặc em có thể giải theo cách thứ hai đó là em bình phương người này lên em bình phương người này lên là f bình bằng g bình cho em giải nhưng mà như thế lâu lắm thế tóm lại nên em giải nốt nhé nào cái trên này thì là vô lý rồi cái trường hợp trên này vô lý d d mất trừ một thì không thể bằng trừ bảy nên cái trường hợp 1 của em bị vô lý Được chưa cái trường hợp số 2 của em là D của em tương đương này Ở đây là D cộng D 2D 2D bằng 8 thì D của em bằng 4 Và em giải ra được D của em bằng 4 Cái gì vậy? D của em bằng 4 Vậy em khoanh được đáp án là gì? B Và sau khi làm xong bài này thì mình rút ra được một kinh nghiệm như sau này Nhìn này, tập trung này Để làm trắc nghiệm cho nhanh ý Nếu mình giải này thì hơi lâu Vậy mình sẽ rút ra một kinh nghiệm đó là Khi một phương trình mà cách điều hai phương trình còn lại thì cái D của nó sẽ bằng D1 cộng D2 rồi chia cho 2 Nghĩa là em nhìn này, thằng này nằm ở giữa đúng không? Thì cái D của nó sẽ là 7 này, cộng 1 này, rồi chia 2 Thế là được 4 luôn, hết bài luôn, nhanh không? Còn đây là chị trình bày tứ luận cho Kim làm nhé Tiếp theo là câu số 7 Câu số 7 xem nào Câu số 7 thì vẫn là Vẫn là cái dạng Cái dạng cá biệt loại 1 thôi Nào thế vẫn chưa gặp bài nào cái biệt loại hai nhỉ <laughs> nào nó bảo là m của em thuộc vào oz ok nốt rồi đầu tiên m thuộc vào oz tức là m của em sẽ có tọa độ là gì thuộc vào cái gì thì các cái khác còn lại sẽ bằng không hết không không z được chưa hay là mình để là không không z không hay là không không c đi nhá được cho nó đỡ nhầm với XYZ bên kia không không c dấu sao thứ hai Người ta bảo em là khoảng cách từ M đến mặt phẳng P thì bằng 4. Vậy em thay vào thôi. Suy ra này. Mình có mặt phẳng P rồi mà. Vậy chỗ nào mà có x thì mình thay hết bằng tọa độ của cái này. Vậy mình thay như vào đây nó không không này thì chỉ có C cộng 1 thôi đúng không? Trị tuyệt đối của C cộng 1 chia cho này. 2 bình cộng 2 bình cộng 1 thì lại là căn của 9 thì là 3 sẽ bằng khoảng cách bằng 4 này. Suy ra là C cộng 1 của em Chị tuyệt đối Nó sẽ bằng 12 Và tương đương Chỗ này tương đương nhé C cộng 1 sẽ bằng 12 Và C cộng 1 sẽ bằng 12 Vậy thì có phải em có là C bằng 11 và 13 Đáp Đã bán là gì? À oh, okay. không? Bài cuối cùng là bài số 8 Bài số 8 này để mình thử giải xem mà chị Vân sẽ nói cho các em biết là đây là dạng gì nhá. Lập phương trình mặt phẳng P Đây Lập phương trình mặt phẳng P này Qua điểm C Thế điểm C biết chưa? À điểm C biết rồi Đó Sao cho khoảng cách từ A đến mặt phẳng P Bằng khoảng cách từ B đến mặt phẳng P Và bằng thằng này Thế thì em nhận ra này Thằng này nó đi qua một điểm biết rồi Nhưng mà lại không biết pháp tuyến Thế nó chính là dạng gì? Nó chính là dạng gì đây? Nó chính là dạng mấy đấy? Chính là dạng số 2 Cá biệt loại 2 cho điểm nhưng lại mất pháp tuyến. Tất cả những bài trên thì đều là cho phát tuyến và mất, mất điểm. Đó. Thế bây giờ cho điểm mất pháp tuyến thì làm như thế nào? Chị Vân sẽ copy cái thằng này, à không cần copy đâu, em xuống em viết luôn. Em ghi luôn, đây là cá biệt loại 2. Nào. Dạng này nhá, là cá biệt loại 2. Được chưa? Tức là cho điểm này Nhưng mà Mất pháp tuyến à, Thế thì cách làm của mình như sau Phương pháp làm nhé Phương pháp làm của em như sau Đó là bước số 1 này Em giả sử cho chị Được chưa? Bước số 1 là mình đi giả sử Vector pháp tuyến Có dạng, được chưa? Giả sử Vector pháp tuyến này Có dạng là gì? Nghe này, cái vector pháp tuyến của em ý thì nó rút gọn được cái này trên lớp chắc thầy cũng nói rồi Vector pháp tuyến của em thì nó giúp gọn được Ví dụ em có tìm ra được là 333 đi chẳng hạn Đây là vector pháp tuyến nhé Thì nó cũng vector pháp tuyến cũng chính là 111 luôn Bởi vì vector pháp tuyến có thể dài Có thể ngắn Em có hình dung nữa Miễn là nó vẫn vuông góc được Vậy thì có vô số những vector vuông góc mặt phẳng đấy Có hình dung được không? Vậy thì vector pháp tuyến là mình giúp gọn được Vậy để cho ít ẩn nhất có thể Ít ẩn nhất có thể Thì em lấy luôn cái thằng hệ số đầu tiên là một cho chị và mình chỉ còn hai ẩn đằng sau là B và C thôi. Mình đường vectơ pháp tuyến có tọa độ là ABC đúng không? Nhưng mà vì nó rút được nên là mình sẽ lấy luôn là 1BC, Đấy chưa? Và mình sẽ đi giải như bình thường. Sau đó bước số 2 này. Em sẽ có được là gì? Em sẽ có được phương trình của cái mặt phẳng P đấy. Đấy chưa? Phương trình mặt phẳng P thì có dạng là 1x này cộng b y này cộng C Z này cộng D bằng 0. Và từ đây nhé, em khai thác các kiểu các là điểu bằng giả thiết của bài toán, giả thiết của đề bài để em ra được cái phương trình để em giải như bình thường. Đây này, chị chỉ muốn nhấn mạnh mấu chốt của cái dạng này đó là em phải biết đi giả sử thôi. Thế thôi, mỗi thế thôi. Em phải biết đi giả sử là sao. em mình sẽ làm bài này thử nhé. Dạng cá biệt loại 1 thì không cần nhớ phương pháp cũng được chị luôn dạy em làm làm sao để học không ít nhất có thể nhớ ít nhất có thể thì dạng một em không phải nhớ phương pháp dạng một nó bảo gì thì cứ làm thế thôi rất đơn giản còn dạng 2 thì nhớ đúng một cái đó là nếu như cho điểm mà mất pháp tuyến thì giả sử pháp tuyến có tọa độ là một bc hết bài hết bài em luôn vậy thì đây em giả sử xong rồi đúng không rồi thì em nhìn này bây giờ mình sẽ làm bài nhé nốt rồi đầu tiên vì em không có pháp tuyến nên em phải giả sử pháp tuyến của em sẽ có tọa độ là 1 BC Đó Và bây giờ Vì là em Vậy suy ra em phát Có phát tuyến em suy ra phương trình Phương trình của mặt phẳng P của em sẽ có dạng là X này cộng bi này Cộng với cả CZ này Cộng với cả D này bằng 0 này Thấy chưa sure? Thế mẹ nhìn tiếp này Mặt phẳng P thì đi qua C Mặt phẳng P thì đi qua C Thế thì em thay vào thôi Nốt ruồi thứ hai Mặt phẳng P Tức là C C này, thuộc vào mặt phẳng P Vậy em sẽ có được là Chỗ nào có X, Y, Z Thì em thay hết vào Em sẽ có được là cái gì ta C là 001 Ok Thay vào đây 0 này, 0 này, 1 này Tức là C cộng D thì bằng gì? C cộng D thì bằng 0 C cộng D bằng 0 Tương đương với việc là C của em thì bằng Trừ D Đó Từ từ chị viết lại cho này xấu á Trừ D Tiếp theo là em khai thác tiếp giả thiết còn lại này Là khoảng cách từ A đến P Khoảng cách từ A đến mặt phẳng P Bằng Khoảng cách từ B Đến mặt phẳng P Và bằng Căn 2 trên 2 Ừ. thay thôi. Tọa độ A có chưa? Viết xuống đây để cho đỡ phải vứt lên nhé. A của em có tọa độ là A của em có tọa độ là 101 này. B của em có tọa độ là 2 10 này. Đấy. Bây giờ mình thay vào thôi. Thay vào. Bảo gì làm đó. Rất ngoan ngoãn nghe lời. Đây. Em thay con A lên đây. Tương sở đường đây nhá, chị tô cái này màu vàng lên cho em nhìn thấy là mình phải thay vào cái mặt phẳng P này nhá. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng P mà nên phải thay cái tọa độ điểm A vào đây này. Đấy. Nào, thay con 1 vào đây này. Con 0 thì vào đây này, con 1 vào đây. Thì em có nhìn thấy là 1 cộng C cộng D không? Trị tuyệt đối của này, 1 cộng C cộng D chia cho căn của căn của ba thằng này bình phương này. Thế A như là một cái kem để ý này không được nhầm cho anh nhá. Rất nhiều bạn nó bảo là căn của B bình cộng C bình thích ai mất đâu A là một cơ mà tại sao mất đi đúng không? Thì vậy là căn của Ôi dồi ôi bị làm sao vậy trời. Căn của này. 1 cộng B bình cộng với cả C bình. Đó. Bằng tiếp này, chị tuyệt đối này. Em lại đem con B này, em thay lên đây. Thay con lên. 2 trừ 1 với cả 0. Đấy thì nó sẽ được là 2 trừ B cộng D. Đấy. Chia cho căn của 1 này cộng b bình này và cộng c bình tất cả chỗ này bằng căn 2 trên ha chị văn kiểm tra xem đúng không nhé không à là sai ở đây là thứ đi đấy trừ b đúng rồi ok em kiểm tra này bây giờ có phải là mình cần viết được phương trình của mặt phẳng p viết được phương trình mặt phẳng p từ đây Thế bây giờ tóm lại là đang còn 3 ẩn là b c và d Thế thì ba ẩn thì phải cần có ba phương trình. Bây giờ mình kiểm tra xem là đủ ba phương trình chưa để đi giải nhé. Phương trình đầu tiên là đây. Đấy. Đây, phương trình đầu tiên là C của em thì bằng trừ D. Ở đây có hai dấu bằng. mà mỗi dấu bằng thì sẽ tương ứng một phương trình. Vậy em lại có hai phương trình tiếp theo. Đúng chưa? Thế em có nhận ra là đủ ba phương trình ba ẩn không? Thế tức là chắc chắn là mình sẽ giải được ra BCD. Nó chỉ hơi dài thôi. Bài này đánh dấu sao bởi vì nó hơi dài. Với cái khó của nó ấy, đó là nếu như em không được học phương pháp, em sẽ không biết là mình phải đặt cái vectơ pháp tuyến là 1 BC. Hết tự nhiên nó lòi ra thêm một cái ẩn, đó là a. bây Úi ơi chết luôn, chết tươi luôn, không biết giải luôn. Thế là thế tại sao phải học phương pháp như à? hay không? Đấy, cái phương pháp đặt 1 BC rất hay luôn. Bây giờ tóm lại bao nhiêu chính mà ẩn thì nhiệm vụ của em chỉ đơn giản, từ đây đến cuối bài chỉ đơn giản là giải thôi và tính toán thôi. Bây giờ chị sẽ giúp em bước giải và tính toán nhé. Nào đi giải tính toán nào. Đầu tiên là mình sử dụng từng phương trình một thì cái phương trình nào dễ nhất thì dùng trước. Đây, phương trình dễ nhất C bằng trừ D. Vậy chị Vân dùng phương trình đầu tiên nhé. Thay xuống đây, thay xuống dưới này. Thì chỗ nào có để chị xem thay C thay D đẹp hơn. C nó liên quan đến bình em ạ. C liên quan đến bình nhỉ Thì hơi khó nhỉ. Thôi chỗ nào có D nhé thì em thay bằng trừ C chị Vân. C bằng trừ D tức là D bằng trừ C. <laughs> Tóm lại là chỗ nào có D thì em thay bằng trừ C Được chưa? mình dùng phương trình đầu tiên này Mình sẽ được là dấu đầu tiên Chỗ nào có 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 D thì thay bằng trừ C Em sẽ được chỗ này tương đương Tương sở đương 1 Trừ đi À cộng C này D thay bằng trừ C Được chưa? Chia cho Căn của 1 cộng B bình Cộng C bình bằng này Trị tuyệt đối của 2 trừ B Cứ D theo bằng trừ C Đấy, chia cho Căn của 1 bình Cộng với cả B bình Cộng với cả C bình Bằng căn 2 trên 2 Bây giờ em chỉ còn đúng hai phương trình Là đây và đây thôi, để em dùng Đấy, giờ em cũng chỉ còn đúng hai ẩn thôi Thế giải ngon Về phương trình đầu tiên này, rất dễ giải luôn Em hãy nhìn thấy phương trình này dễ giải này Đấy bởi vì là mẫu của nó như nhau rồi, thế mình chỉ cần giải cái tử là xong. mà cái tử bên này ngon này, c với c mất thì đấy là sẽ là phương trình đầu tiên, ấy. đây là phương trình một mà em giải này, được chưa? thằng này và thằng này kết hợp với nhau sẽ được một phương trình đầu tiên. phương trình thứ hai ấy thì em lấy cái thằng này này em kết hợp với thằng này này sẽ được phương trình số 2 em đi giải phương trình này là xong. hệ hai phương trình ấy. tại sao chị kết hợp thằng đầu tiên với thằng này? bởi vì thằng này tử của nó sẽ mất rồi, nó rất là đẹp, nhưng mà tử của thằng này thì không đẹp thì nên, tránh động vào những thằng không đẹp đấy ạ, chỉ chơi với những thằng đẹp thôi được chưa ok vậy thì giải phương trình một nhé phương trình một của em này c với c rủ nhau đi chơi rồi nên tử của em chỉ còn là một thôi chị một thì cũng chính là nó vậy nó sẽ chia cho này. chia cho căn của một cộng với cả b bình cộng với cả c bình thì bằng bên này của em là trị tuyệt đối của à để ý này không cần mẫu mà ở đây em sẽ không cần mẫu bởi vì là thực chất này nhìn này phương trình này bằng phương trình này thì hai cái mẫu như nhau rồi thì cho hai cái tử bằng nhau cái tử bên này là một tức là cho là chị vẫn viết xuôi cái dòng theo chiều mắt nhé nó sẽ là trị tuyệt đối, đối của hai trừ b trừ c đó bằng một luôn từ đây em phá trị ra em sẽ được là 2 trừ b trừ c bằng một này 2 trừ b trừ c này bằng âm một này đó em rút ra B và C cho chị Văn Trừ B trừ C em chuyển sang bên này Thế có phải là nó là B cộng C không? 1 chuyển sang đây Vậy B cộng C bằng 1 Vậy phương trình đầu tiên là B cộng C sẽ bằng 1 Phương trình thứ hai tương tự lại B C vứt sang này 2 cộng với bằng 1 thì là 3 Tức là phương trình thứ hai là B cộng C bằng 3 Đấy, bây giờ hai trường hợp Tiếp theo Khai thác xong phương trình thứ nhất rồi Bây giờ mình chuyển sang phương trình số 2 Đó là cái thằng đầu tiên Đầu tiên này, bằng cái thằng này thì tử của em là 1 rồi Tử của em là 1 rồi Mẫu của em là gì? Căn của 1 cộng B bình Cộng C bình Bằng căn 2 trên 2 Đến đây em nhân chéo lên là sao? Trời ơi, đau hẳn quá Nhân chéo lên cho chị Cái này nhân này bằng cái này nhân này Thế có phải là Căn 2 à Nhân với cả căn của này 1 này cộng B bình này Cộng C bình này thì bằng bằng 2 không em. Đến đây em bình phương hai vế lên. Bình phương hai vế lên thì có phải là em sẽ được là tương đương này 2 nhân với cả không còn căn nữa nha. 1 cộng b bình cộng c bình thì bằng 4. Em lấy 4 chia cho 2 thì được 2 luôn. Vậy phương trình số 2 của em sẽ được là b bình c bình bằng 2. Nó lấy 2 1 tiếp luôn cho bằng hết luôn. Đấy, vậy phương trình số 2 của em tương đương với cả b bình cộng c bình bằng 1. Nhưng mà ở đây em lại có hai trường hợp, vậy thì chia trường hợp nha. Trường hợp số 1. Trường hợp 1 là b bằng 1 chữ c, từ đây em rút ra b bằng 1 chữ c. Đây rút ra là b bằng 3 chữ c. Vậy trường hợp 1 là b của em bằng 1 chữ c. Em thay vô. Em thay rồi. tương đương với cả tự nhiên chị vẫn đang bấm mình nó tắt nó nó ra ngoài màn hình chính thế chị vẫn lại phải tắt cái này đi. ra ngoài màn hình chính lộ bao nhiêu bí mật nhỉ vã vẩn nhỉ em nhỉ nhìn vào đây nhá tiếp tục nha b bằng một c bây giờ thay vào thế có phải là một trừ c tất cả bình phương của em cộng với cả c bình thì bằng một không bây giờ em giải tương sở đương ơ à, chỗ này thiếu à A à đâu đùa đùa đâu. Thế một em giải nhanh này. Cái này nhá, 1 c tất cả bình thì cũng giống như là c trừ 1 bình, vậy chị vẫn viết lại cho thuận mắt. Thế c bình này thì cộng với c bình là 2c bình. Trừ đi 2c. Cộng 1. Với với cái 1 bên kia thì cái này bằng 0. Các em tự giải em so sánh nhá, thì em sẽ giải ra được cái c của em bằng 0 và c của em bằng 1. Đó. Hai con c xinh gái à Thế rồi chị vẫn lại bị đau họng rồi Toàn ngồi Thế em giải C thì em sẽ giải ra B B của em này sẽ bằng gì nhỉ B thì bằng là 1 C À ngon 1 C thì cái con B đầu tiên này nó sẽ ra là 1 0 Vậy là 1 1 1 thì là hết à, Phải giải ra B xong rồi Mà em có A chưa A thì luôn luôn bằng gì rồi 1 Vậy thì có phải em giải ra được hai phương trình đúng không Nào check lại với đáp án nhé check lại với đáp án đó chị Vân rồi nào Đây để uh, cắt thằng này lên đây Cắt bạn xinh gái lên đây Đây cho lên đây nhé Này em nhìn này A 1 Ok B 1 Ok C bằng 0 Chính là phương trình số 2 này được chưa Tiếp theo Là À còn con D nữa nhỉ Quên mất còn bạn D D của em thì bằng là trừ C. Vậy thằng này D bằng 0 này. Thằng này D bằng trừ 1. Đó, bây giờ nhầm nhé. Đây, đây nhìn này. Đầu tiên là A1, B1, C0, D0. Chính là phương trình dưới. Ok, đúng. A1, B0. À, thấy mất B không? Mất, mất Y không? C1 này, đúng rồi. Và D trừ 1. Đấy, đáp án là A luôn. Nhưng mà nếu em chỉ làm được đến đây thôi, thì chưa có xong. Chưa có xong, chưa có xong. Em nhớ này mình còn một trường hợp nữa Đó là B cộng C bằng gì? Bằng uh, 3 Tức là B bằng 3 trừ C Trường hợp số 2 B của em bằng 3 trừ C Tương sở đương này Em thay vào Là 3 trừ C thì cũng giống như C trừ 3 bình phương nhá Cộng với cả C bình nhá Bằng 1 nhá Tương đương này Vẫn là 2C bình Trừ đi 6C 9 trừ 1 thì là cộng 8 bằng 0 à? Cộng 9 trừ 1. Đúng không nhỉ? Nhầm lại phát rồi à. C bình này. Trừ 2A trừ 6 đúng rồi. Cái này là 9. 9 trừ đi cho 1 là 8 đúng rồi. Bây giờ em bấm máy tính ra ngay sao? 1, 9, 2, 2 2 trừ 6 này, 8 này. Vô nghiệm đấy mà. Tóm lại là thằng này không nghiệm, vô nghiệm nha. vậy thì hết bài. bài của toán của em chỉ có đúng một trường hợp một thôi, là đúng rồi. chính là bài này. xong. vậy là chị Vân đã vừa chữa cho các em xong bài tập về nhà rồi đó. Ừ, nếu mà có bất cứ thắc mắc gì thì các em hãy hỏi chị nhé. này chị vẫn hơi bận nên là chị có nói pin bóc hơi chậm một chút. mong là các em vẫn yêu chị như hồi xưa nha. <laughs> bởi vì chị cũng yêu các em. <laughs> bye bye, tạm biệt. Cảm ơn kem. À đúng rồi. Rất thank you các em. Bởi vì chị Vân đã được 500 subscribe rồi đó. Hi hi. Siêu vui luôn. Cảm ơn kem rất nhiều. Đấy là nhiều kem hết đấy. Không có gì là nhiều chị Vân, nhiều kem tất. Thank you. Nhớ gọi đồng đội, anh chị, bố mẹ, họ hàng, con cái, cháu chắc, vợ chồng vào xem video của chị Vân. Để cho thật là nhiều quay hơn nữa nha. Tạm biệt. Bye bye. 자막 제공 배달의민족